Kính chào quý vị khán giả. Sáng nay cường độ bão số 7 đã giảm xuống chỉ còn cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong khoảng 1 đến 2 ngày tới, bão sẽ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc biển Đông, rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trước khi tan trên biển thì trong ngày hôm nay, bão số 7 vẫn gây sóng cao và gió mạnh trên biển. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 19 độ vĩ bắc và kinh tuyến 111 đến 117 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 8 m. Vùng biển phía nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ở ven bờ Bình Thuận đến Cà Mau, ra ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, đêm nay mưa rông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Ở vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, hôm nay cảnh báo gió sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý. Vịnh Bắc Bộ sẽ là nơi có thời tiết tốt nhất trong hôm nay. Trời không mưa, ban ngày có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, gió thổi đều cấp 4, cấp 5 và độ cao sóng là từ 1,50m đến 3m. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.